Bộ Y tế Brazil vừa mới cho hay, tính cho tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 49 người thiệt mạng kể từ khi dịch sốt vàng da bùng phát trở lại ở quốc gia này vào tháng 12 năm ngoái. Giới chức y tế Brazil cũng ghi nhận 630 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus khi xuất hiện nhiều triệu chứng giống như bệnh sốt vàng da. Dịch sốt vàng da bùng phát trở lại ở bang Minas Gerais vào tháng 12 năm ngoái, sau đó bất ngờ lan rộng nhanh chóng ra các bang khác như São Paulo, Espírito Santo và Bahia. Hiện Bộ Y tế Brazil đang đẩy mạnh các biện pháp đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này như mở chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng.